Thưa quý vị, nhằm kiềm chế đà tăng giá của thị trường bất động sản đắt đỏ nhất nhìn thế giới, thì chính quyền Hồng Kông đã áp dụng thêm nhiều biện pháp hạ nhiệt, đáng chú ý là biện pháp tăng thuế giao dịch lên đến 15%. Mức thuế giao dịch mới đánh lên toàn bộ các giao dịch bất động sản dân cư ở Hồng Kông sẽ là 15%, ngoại trừ đối tượng người mua nhà lần đầu tiên đối với bất động sản sở hữu vĩnh viễn. Mức thuế có hiệu lực ngay từ thứ Bảy ngày 5 tháng 11. Trước đó, thuế giao dịch chỉ ở mức 8,5%, thuế giao dịch bất động sản đối với người nước ngoài là 15%. Nhiều chuyên gia đánh giá đây là động thái rất bất ngờ và mạnh tay đánh lên thị trường bất động sản. Điều này cho thấy quan điểm quyết liệt của chính quyền Hồng Kông trong việc giảm nhiệt thị trường. Một số chuyên gia cũng nhận định rằng với mức thuế mới này, giá nhà ở Hồng Kông sẽ giảm khoảng 5 đến 8%. Thời gian qua, đà tăng giá nhà và cả về lượng giao dịch đã khiến thị trường bất động sản Hồng Kông đối mặt với rủi ro bong bóng bất động sản. Trên thị trường thứ cấp, doanh thu đã tăng 13% kể từ tháng 3 năm nay và chỉ còn cách biệt 2% so với mức cao kỷ lục hồi tháng 9 năm ngoái. Theo Demographia, với mức giá nhà hiện tại, phải mất 19 năm để một hộ gia đình có thu nhập trung bình mua được nhà ở Hồng Kông.